ta đến từ trống không một trăm năm bất nhị tặc hấp huyết quỷ chân tổ ta đến từ trống không một trăm năm bất nhị tặc đến từ tám trăm năm trước quái vật nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com chương hai ta đến từ trống không một trăm năm bất nhị tặc zero bị sỏ xuyên judicial island nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com chương ba zero bị sỏ xuyên judicial island Bên trong có người, nhìn xem chỉ có ngón tay nhỏ bé khe hở Seastone trong nhà giam mặt thế mà xuất hiện một người, để chung quanh hải quân giật nảy mình. Cỗ khí tức này, đơn giản cùng Rock giống như đốt. Không, so Rock còn muốn cho người dùng mình, đến cùng là chuyện gì xảy ra, cạp chằm chằm vào phía trước Seastone nhà giam, mặt ngoài không nói gì, trong lòng cũng đã bốc lên không thôi nếu như có thể mà nói, hắn hiện tại liền muốn đem Sengoku cho kéo qua nhìn xác nhận một chút bên trong đến cùng có phải hay không đã từng bị hắn cùng Roger liên thủ đánh bại Rock. Cái kia cỗ phảng phất máu tinh nhuộm dần khí tức để gáp đến bây giờ đều không thể quên được. Thế nhưng là không biết vì cái gì, hắn lại có loại cảm giác. Cái kia chính là bên trong gia hỏa kia tinh lực giống như so rock trên người tinh lực còn muốn nồng đậm vô số lần chẳng lẽ người bên trong lại so với Rock còn mạnh hơn? Gap trong lòng hiện ra ý nghĩ này, một giây sau liền bị hắn tan họp. Điều đó không có khả năng, Gap khẳng định lẩm bẩm một tiếng. Lúc này, Room of Authority bên trong, Gorose cũng ngay đầu tiên thấy được Sistone nhà giam bên trong cái thân ảnh kia. Thật xuất hiện, nếm thử nhìn xem có thể hay không sống bắt tên kia. Gorose nhìn xem hình chiếu, trong mắt đồng thời hiện lên một vòng dị sắc. 800 năm trước ra hỏa, trên tay khẳng định nắm giữ lấy rất nhiều bí mật. Lập tức phóng thích chấn định khí thể, bắt sống mục tiêu, tại Judicial Island bên trên, chính phủ thế giới một phương nhân viên chiến đấu đã chuẩn bị kỹ càng. Tại Sistone nhà giam bên trong xuất hiện nhân loại thân ảnh trước tiên, liền đã động thủ màu trắng xương mù thông qua nhiều cái khe hở bị chuyển vào siston nhà giam bên trong. Tại cái kia nhỏ hẹp siston trong nhà giam mặt, Akatsuki Kozu vừa xuất hiện liền rơi vào nhà giam tràn đầy gai nhọn siston trên mặt đất. Trái ác quỷ năng lực lập tức nhận lấy hạn chế, nhưng là gai nhọn lại không có thể đối Akatsuki Kozu tạo thành tổn thương, thậm chí đều không có thể đâm rách Akatsuki Kozu làn da với lại akasuki kozu cũng không có giống đại đa số năng lực giả như thế triệt để mất đi lực lượng vốn là biết trái ác quỷ năng lực giả tai hại akasuki kozu không dùng một phần nhỏ seastone ma luyện mình coi như không cách nào phát động năng lực thể phách của hắn cũng đã vượt xa qua cự nhân tộc chỉ thấy akasuki kozu mũi chân đạp mạnh thân thể vọt lên thoát ly seastone hạn chế sau người huyết sắc áo choàng hóa thành một đôi màu đỏ thắm cánh thịt không ngừng vỗ để akasuki kozu thân thể bảo trì tại giữa không huyền lập mà lúc này akasuki kozu đã hút vào chút ít chấn định tề mặc dù bây giờ đối với hắn ảnh hưởng không lớn nhưng là hiện ở trong cơ thể hắn tinh lực đã bởi vì lúc trước chống cự minh vương công kích tiêu hao hơn phân nửa nếu như lại tiếp tục hút vào lời nói, đối diện trước Sistone nhà giam liền không có biện pháp. Akatsuki Kozu phía sau cánh thịt vung lên, lập tức một cỗ nồng đậm tinh lực phóng thích. Tinh lực trước tiên đem Akatsuki Kozu chung quanh thân thể chấn định tề ép ra, vì Akatsuki Kozu tại bản này liền nhỏ hẹp Sistone nhà giam bên trong mở ra một mảnh khu vực an toàn. Vừa ra tới liền Sistone nhà giam cùng khí độc, lại thêm vừa mới bên ngoài truyền đến thanh âm, để Akatsuki Kozu trong mắt không khỏi hiện lên một vòng lãnh quang. "Rock a." Akatsuki Kozu lẩm bẩm một tiếng, nhìn trước mắt lồng giam nhỏ hẹp nhà giam. Một giây sau, rất nhiều tinh lực trong nháy mắt từ Akatsuki Kozu trên thân bắn ra. Chỉ thấy Akatsuki Kozu giơ tay lên, đưa ngón trỏ ra tinh lực lập tức ở Akatsuki Kozu đầu ngón tay tụ tập ông tương đương seastone nhà giam chung quanh hải quân lập tức nghe được một cỗ phẳng phất là không khí ma sát sinh ra vù vù âm thanh huyết quang lập tức từ seastone nhà giam bên trong xuyên thấu qua khe hở tỏa ra nguyên bản đen kịt seastone nhà giam lúc này liền như là một cái to lớn màu đỏ đèn cầu đồng dạng phóng xuất ra từng đạo huyết hồng sắc cột sáng Siston nhà giam bên ngoài đám hải quân cảm thấy trong cơ thể máu tươi sôi trào càng thêm mãnh liệt, phảng phất tùy thời đều muốn đột phá làn ra từ đó xông tới đồng dạng. Không ít người thậm chí đã phát động Busosoku Haki áp chế, cưỡng ép trấn áp trong cơ thể bốc lên huyết dịch. Mà một chút còn không có nắm giữ Haki hải quân thì liền không có vận tốt như vậy. Phốc tương đương từng cái hải quân trong miệng mũi bắt đầu có máu tươi tràn ra, mà những cái kia máu tươi vừa xuất hiện, phảng phất như là nhận lấy dẫn dắt đồng dạng. Cấp tốc xuyên thấu qua khe hở hướng Sistone nhà giam bên trong hội tụ. Tản ra, tất cả mọi người lập tức tản ra. Gặp mắt thấy một màn này, lập tức cao giọng nói chung quanh hải quân nghe được mệnh lệnh, như chút được gánh nặng, cấp tốc hướng nơi xa tán đi tên kia, sẽ không phải là dự định phá hư cái này Sistone nhà giam A. Kijaru hít sâu một hơi, đè xuống trong cơ thể bốc lên huyết dịch, chầm chầm vào phía trước Sistone nhà giam, có chút không xác định nói ra. Ngu xuẩn, hoàn toàn do Sistone chế tạo nhà giam, liền xem như tứ hoàng đều rất khó phá hỏng, Akainu nghe được cười lạnh một tiếng. Akainu vừa dứt lời, Akasuki Kozu dứt khoát đem trên thân còn sót lại bộ phận tinh lực thả ra trong lúc nhất thời tinh lực càng thêm nồng đậm tại seastone nhà giam bên trong cơ hồ ngưng tụ thành huyết trì bất quá lại tại trong khoảnh khắc tất cả đều hội tụ đến Akasuki Kozu đầu ngón tay sero Akasuki Kozu ánh mắt nhất động đây là hắn lấy haki đem tinh lực quấn quanh áp xúc, cuối cùng thông qua trong nháy mắt phóng thích, mượn nhờ Hoyoku lực lượng, mô phỏng ra tử thần bên trong Xero. Trong khoảnh khắc, tinh lực ngưng tụ thành Xero trong nháy mắt phóng thích. Giờ khắc này, trong nhà giam triệt để biến thành một mảnh huyết sắc. Khe hở bên trong thả ra huyết sắc hồng mang thậm chí đem chọn cái Judicial Island đều nhuộm thành màu đỏ. Ầm ầm toàn bộ Judicial Island bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Khí tức kinh khủng lần nữa từ Seastone nhà giam bên trong di tán đi ra. Tại thời khắc này, tất cả mọi người trong đầu bỗng nhiên lóe lên một vòng ý tưởng bất khả tư nghị. Thật chẳng lẽ có người có thể đánh vỡ cái này Seastone kiến tạo nhà giam, ý nghĩ này vừa mới dâng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hồng mang phóng đại lần này hồng mang trực tiếp che mất nửa cái judicial island một mực sông ra mấy chục cây em tính cả judicial island bên ngoài mấy chục tàu chiến hạm đều bị bao quát trong đó hồng mang cùng chói tay vù vù âm thanh trực tiếp tước đoạt hải quân thị giác cùng thính giác không ít người người cảm thấy tinh lực dâng lên đầu váng mắt hoa không biết qua bao lâu hồng mang cùng chói tay vù vù âm thanh đều biến mất đám người thị giác khôi phục sau liền trước tiên hướng phía nhà giam nhìn lại. Tê tương đương, trong nháy mắt, đám người phảng phất nghe được vô số hít một hơi lãnh khí thanh âm. Chỉ thấy cái kia danh sưng không thể phá vỡ si nhà giam có một nửa đã biến mất không thấy gì nữa. Đồng dạng biến mất, còn có cái kia một mặt si vách tường sau hòn đảo. Si nhà giam bên ngoài thổ địa biến thành vách đá phía trước hơn 10 cây em bán kính hình quạt khu vực đã hoàn toàn biến mất. Liền ngay cả đảo bên ngoài đều xuất hiện một cái to lớn hình quạt hồng câu. Mà nguyên bản đỗ trên mặt biển quân hạm càng là đã theo hòn đảo cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Hoảng sợ, run rẩy. đây là lúc này Judicial Island bên trên đám hải quân trong lòng chỉ có hai loại biểu hiện. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại cái kia Seastone nhà giam bên trong một cái làn da trắng tích thân mang trường bào màu đỏ ngòm nam nhân từ đó phe phẩy phía sau cánh thịt từ đó bay ra. Đối phương ánh mắt quét tới trong nháy mắt. Ba đại tướng đồng thời tiến nhập nguyên tố hóa. Hải quân ba đại tướng còn có gáp. Akatsuki Kozu quan sát phía dưới nguyên tố hóa ba người cùng bên cạnh gáp trên mặt hiển hiện như đúc thần sắc khác thường. Hiện tại đây là 800 năm sau, cầu hoa tươi, cầu bắp keo. Dù ba, dù tông môn có đệ tử tấu hạ ý không hạn quấy, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ cười văng cái nết ra ngoài. Ta, đến từ trống không một trăm năm bất nhị tặc một quyền chi uy. Khiếp sợ Akainu, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Chương 4, một quyền chi uy, khiếp sợ Akainu. Lúc này, gặp nhìn xem từ Sistone nhà giam bên trong lao ra Akatsuki Kozu, con người bỗng nhiên co lại thành một điểm. Gia hỏa này rốt cuộc là ai, khí tức trên thân thế mà thật cùng rock giống như đúc, cạp trong lòng cuồng loạn, nhìn về phía trước người kia, không khỏi nhớ tới 20 năm trước thời đại kia. Đúng, rock đã từng rất nhiều lần tập kích Judicial Island, chẳng lẽ chính là vì gia hỏa này, bỗng nhiên, nghĩ tới đây, cạp trong lòng nhảy càng thêm lợi hại. Công kích tương đương, lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng to lớn chỉ huy âm thanh chỉ thấy nơi xa chính phủ thế giới nhân viên chiến đấu đã hành động. Từng cái cự pháo nhắm ngay giữa không trung Akatsuki Kozu. Một giây sau, liên miên bất tuyệt ánh lửa tại Judicial Island bên trên sáng lên. Từng khỏa đạn pháo lít nhà lít nhít sắp xếp còn như mưa rơi một dạng bay vụt vẽ phá không khí hướng phía Akatsuki Kozu bay vụt tới. Akatsuki Kozu ánh mắt ngừng tụ trên người tinh lực lần nữa bộc phát, cũng lấy Haki bám vào. Huyết hà chi thuẫn, ầm ầm tương đương, đạn pháo tại Akatsuki Kozu quanh thân bạo tạc. Bạo tạc hỏa diễm trong khoảnh khắc liền tràn ngập toàn bộ bầu trời. Đạn pháo bạo tạc liên tục không ngừng. Trọn vẹn không ngừng oanh tạc hơn 10 phút mới dừng lại. Lúc này bầu trời không khí đã bị bạo tạc hỏa diễm cho đốt vặn vẹo nhiệt độ cao phóng xạ đến Judicial Island bên trên, mỗi người đều có thể cảm nhận được vừa mới cái kia một vòng đánh nổ uy lực. Bất quá một giây sau, tất cả mọi người lại đều chỉ cảm thấy mình toàn thân phát lạnh. Theo bạo tạc hỏa diễm tán đi, tất cả mọi người nhìn thấy trên bầu trời có một cái huyết sắc hình cầu. Nhìn kỹ lại, đó là một đoàn huyết vụ đang nhanh chóng xoay tròn. Đợi đến huyết vụ tản ra đám hải quân thấy được không muốn gặp nhất cái thân ảnh kia. Cái kia thân mang trường bào màu đỏ ngòm nam nhân còn tại. Vừa mới liên tục hơn 10 phút oanh tạc phẳng phất chỉ là ảo giác đồng dạng. Cái này sao có thể, nhìn xem không bị thương chút nào Akatsuki Kozu, phía dưới hải quân các binh sĩ đều muốn điên rồi nếu như đối phương là tứ hoàng bên trong một cái, bọn hắn đều có thể tiếp nhận, thế nhưng là đối phương rõ ràng là cái cho tới bây giờ chưa nghe nói qua gia hòa. Không chỉ có phá hủy Siston chế tạo nhà giam, liền ngay cả hơn 10 phút liên tục không ngừng oanh tạc thế mà đều không làm gì được gia hỏa này. Cái này chỉ sợ đã thoát ly nhân loại phạm vi. Bình thường vũ khí khẳng định không tổn thương được tên kia, động thủ đi, loại quái vật này nếu là chạy đi, mảnh này biển cả liền thật xảy ra đại sự. Gap hít sâu một hơi, nhìn phía xa trên bầu trời đã bị bạo tạc hỏa diễm bao phủ thân ảnh, lập tức đối bên người ba cái hải quân đại tướng nói ra. Rock đã chết, hơn nữa thoạt nhìn, đối phương cùng Rock quan hệ không ít, một khi làm cho đối phương đào tẩu, đối với hải quân tuyệt đối không phải chuyện tốt. Gap nói xong, chỉ thấy một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời. Akainu trên thân dung nham lan lộn, không nhìn thẳng đạn pháo bạo tạc hỏa diễm, dẫn đầu hướng phía Akatsuki Kozu xông ra. Akainu hóa thành dung nham mang theo cuồn cuộn khói đặc cấp tốc tới gần Akatsuki Kozu. Chẳng cần biết ngươi là ai, vi phạm chính nghĩa liền đi chết đi, Akainu hừ lạnh một tiếng. Đối phương đã không phải chính nghĩa đồng bạn, như vậy thì là địch nhân, địch nhân liền không có tất yếu sống trên cõi đời này. Minh Cẩu, Akainu dung nham hóa cánh tay không chút do dự hướng phía Akatsuki Kozu đánh ra. Phảng phất như là phát xạ đạn pháo đồng dạng, Akainu dung nham hóa cánh tay trong nháy mắt kéo dài đem dung nham nắm đấm lấy tốc độ cực nhanh đẩy đi ra. Tiêu Hao có chút lớn Akatsuki Kozu trong lòng nói nhỏ. Mắt thấy Akainu công kích, hắn cũng không có ngăn cản. Lúc trước chống cự minh vương công kích, chỉ chớp mắt đi vào 800 năm về sau, vừa mới lại bộc phát ra siêu cấp Zero phá hủy Sisto nhà giam. Ta, đến từ chống không 100 năm bất nhị tặc rock giống nhau năng lực. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com. Chương Nam, rock giống nhau năng lực. Akainu trong lòng cuồng loạn không thôi. Akatsuki Kozu vừa mới một quyền kia, thậm chí cho hắn một loại cả người đều sẽ bị đánh nát áp lực khổng lồ. Muốn chạy trốn, Akatsuki Kozu nhìn xem Akainu cực tốc lui đến, lộ ra một vòng dị dạng tiếu dung. Làm hấp huyết quỷ trái cây năng lực giả, hắn có thể thông qua hấp thụ huyết dịch của người khác, từ đó thu hoạch được lực lượng của đối phương thậm chí tuổi thọ nhưng đại tướng cấp bậc cường giả, cho dù là tại 800 năm trước cũng rất ít gặp. Hiện tại Akatsuki Kozu trong cơ thể tinh lực đã hao hết, nếu như có thể thừa cơ xử lý một cái đại tướng, không chỉ có thể suy yếu địch nhân một cái cường đại chiến lược. Hơn nữa còn có thể thừa cơ hấp thu đại tướng tinh lực đến bổ sung làm bản thân lớn mạnh. Nhưng mà Akatsuki Kozu còn chưa kịp truy kích. Siêu siêu siêu, giày đặc tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên chỉ thấy khía cạnh từng đạo màu vàng quang đạn còn như mưa rơi một dạng phi tốc phóng tới pika pika no mi sao akasuki kozu lông mày nhíu lại chỉ có thể vỗ cánh đình chỉ truy kích mà ở phía xa gặp cùng aokiji cũng ngay đầu tiên lập tức vọt tới akainu bên người đáng tiếc akasuki kozu lẩm bẩm một tiếng sakajuki ngươi không sao chứ Gáp kêu một tiếng, ánh mắt mọi người trông lại, hiển nhiên không chỉ là lo lắng hắn đơn giản như vậy. Akainu cắn bập bè, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng là mình hoàn toàn chính xác không phải đối thủ của đối phương. Ngột ngạt không cam lòng thanh âm từ Akainu trong kẽ răng gạt ra. Tên kia rất mạnh, lực lượng của hắn đơn giản cùng dâu trắng quái vật kia không sai biệt lắm làm hải quân đại tướng tự nhiên là cùng làm tứ hoàng dâu trắng từng có giao thủ hắn có thể khẳng định vừa mới một quyền kia uy lực chỉ từ lực lượng tới nói tuyệt đối không so dâu trắng phải kém có thể so với dâu trắng lực lượng nghe được akainu lời nói người ở chỗ này vốn là chấn động trong lòng dâu trắng làm thế giới mới bốn cái trên biển hoàng đế thứ nhất bao quát cái khác ba vị mỗi một cái đều có để hải quân bản bộ không thể không thận trọng đối đãi lực lượng đáng sợ mà bây giờ bỗng nhiên xuất hiện ra hỏa, thế mà cũng có được lực lượng như vậy. Bất quá, khi nhìn lướt qua chung quanh diện tích đã thiếu một nửa Judicial Island, trong lòng mọi người liền không có hoài nghi. Lúc này, Akainu đã từ trong thất thần khôi phục lại, lần nữa đứng thẳng táp. "Cùng lên đi, chúng ta đồng loạt ra tay, dù là gia hỏa này thật là dâu trắng, cũng không thể nào là đối thủ của chúng ta." Akainu nghiêm vừa nói nói, Nói xong, liền xuất thủ lần nữa. Chỉ thấy Akainu trên tay lần nữa khói đặc lăn lộn, một cái to lớn dung nham cự quyền cuốn lên lấy cuồn cuộn khói đặc cấp tốc bay ra. Đại phun lửa, tại to lớn dung nham nắm đấm dưới, hết thảy đều trở nên nhỏ bé như vậy. So sánh cùng nhau, Akatsuki Kozu thân ảnh càng là như là kiến hôi. Sasa -sa Kijaru nhìn thấy Akainu lần nữa tiến công, lập tức bắt đầu phối hợp Akainu, huyền lập trong hư không hai tay vừa bấm, màu vàng ánh sáng lấp lóe. Yasakani no Magatama, trong nháy mắt vừa mới chặn đường Akasuki Kozu những cái kia quang đạn lần nữa hiển hiện. hiện. Siêu, siêu, dày đặc quang đạn trong nháy mắt muốn đem Akasuki Kozu bao phủ đây chính là đối đãi tiền bối nghi thức hoan nghênh sao akasuki kozu khẽ cười một tiếng đương nhiên sẽ không ngạnh kháng hai cánh một trận phi tốc tránh ra hai người công kích bất quá tiếp theo một cái chớp mát akasuki kozu lập tức đã nhận ra phía dưới một vòng hàn ý đánh tới ầm ầm nhiệt độ chợt hạ chỉ thấy một đạo ai buốc trên mặt đất phi tốc dâng lên, liền như là một đầu màu bạc trắng xúc tu đồng dạng phi tốc hướng phía Akatsuki Kozu bắt đến. Akatsuki Kozu trên lưng cánh thịt chấn động, thân thể bị đẩy giống như một đạo thiểm điện tránh thoát Aokiji đánh lén. Kịch liệt trong chiến đấu, ba đại tướng cũng không biết Akatsuki Kozu tinh lực đã hao hết, không thể tại phát động vừa rồi những cái kia kinh khủng công kích. Bất quá nghĩ đến Akainu cơ hồ kém chút bị miểu sát, ba người đều ăn ý sử dụng nguyên tố công kích, ai cũng không tiếp tục tùy tiện xông lên. Akatsuki Kozu liên tục tránh né mấy lần công kích, nhướng mày. Tiếp tục như vậy nữa, thể lực muốn tiêu hao không sai biệt lắm, Akatsuki Kozu thầm nghĩ trong lòng một tiếng hiện tại thân thể của hắn đang đứng ở phụ tải trạng thái, ba đại tướng liên tục không ngừng tiến công, liền là tại làm hao mòn hắn lực lượng cuối cùng. Nếu như thể lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng, vì duy trì cỗ này vĩnh sinh chi thể, không chỉ có cần đại lượng phẩm chất cao tinh lực khôi phục à, khả năng còn muốn ngủ say không ít thời gian. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không sử dụng hô yoku lực lượng chỉ là, không phải vạn bất đắc dĩ, Akatsuki Kozu cũng không tính tùy tiện vận dụng Hoyoku lực lượng. Nửa thức tỉnh Hoyoku, vốn có lực lượng quá mức biến đổi thất thường, cho dù là Akatsuki Kozu, cũng không có nắm chắc có thể hoàn toàn trưởng khống Hoyoku lực lượng. Bất quá! Akatsuki Kozu ánh mắt cấp tốc rơi xuống phía dưới những cái kia hải quân trên thân, màu đỏ tươi trong đôi mắt hiện lên một vòng tà ý quang mang. Siêu! Thế là, lần nữa tránh thoát Akainu dung nham trùng kích. Akatsuki Kozu thân hình nhất chuyển, trực tiếp hướng phía dưới cúi vọt xuống dưới. Quái vật kia xuống, có phải hay không lực lượng hao hết? Nhìn xem Akatsuki Kozu động tác, đám hải quân đều là sững sờ. Đối phương có thể lưu lại lâu dài trên không trung, đồng thời tự do hoạt động, rõ ràng ở trên trời càng có hơn ưu thế, không minh bạch tại sao phải rơi xuống. Gáp ngược lại là nghĩ đến cái gì, lập tức biến sắc. gian mau ngăn cản hắn, tất cả hải quân, mau tránh ra. Lập tức rời đi nơi này, Gáp lập tức kêu lớn. Aokiji lập tức phát động năng lực. Bất quá đã muộn, Akatsuki Kozu nhẹ nhõm vòng qua Aokiji một lần chặn đường về sau, liền đã rơi vào hải quân trong đám người. Tên kia tại chúng ta trong đám người, không có biện pháp Aokiji nhìn xem đám người xa xa, nhún vai, bình tĩnh nói một câu. Lúc này, những cái kia hải quân còn không biết mình gặp phải là dạng gì kinh khủng tồn tại. "Ra hỏa này rơi xuống, giết hắn." Một cái hải quân tướng lĩnh rút ra bội kiếm, lập tức hạ lệnh nói ra. "Trung quanh hải quân lập tức giơ lên trong tay vũ khí." Akatsuki Kozu nhìn lướt qua trung quanh, trong mắt nổi lên yêu dị huyết sắc quang mang thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi tới một cái cái kia hải quân tướng lĩnh trước người. Nhìn xem trước mặt bệnh trạng trắng nõn khuôn mặt, cái kia tướng lĩnh giật mình, đồng thời, cảm giác ngực đau xót. Cúi đầu nhìn lại, phát hiện mình đã bị bị bàn tay của đối phương xuyên thủng ngực. Cái kia tướng lĩnh không có Akainu như thế nguyên tố hóa đến chủ động lách qua yếu hại năng lực tại chỗ tử vong mà tên kia hải quân tướng lĩnh máu tươi phảng phất nhận đến dẫn dắt cấp tốc hội tụ đến Akatsuki Kozu lòng bàn tay bị hấp thu. Hấp thu một người huyết dịch, Akatsuki Kozu thể lực cùng tinh lực lập tức khôi phục mấy phần. Akatsuki Kozu khóe miệng khẽ nhách, dòi máu, ngón tay khép lại, ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa tinh lực hội tụ, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cây từ